Bây giờ là 3:30 chiều của ngày thứ tư 1 tháng 6 năm 2022, bước sang một tháng mới, cũng như chúng ta sắp chào đón mùa hè. Mạnh Quỳnh xin được kính chúc tất cả quý vị khán thính giả khắp mọi nơi được dồi dào sức khỏe, công việc thăng tiến, và chúng ta lúc nào cũng vui tươi, vui vẻ, an lạc trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mạnh Quỳnh cũng mới vừa đi cắt tóc đây. Cách nay cắt tóc hơi ngắn, tới hè sắp tới rồi. Hơn nữa là cũng phải làm cho tóc tai gọn gẽ chút xíu để sáng thứ sáu này Mạnh Quỳnh bay xuống California, tới tỉnh Sa Giác An trước để thăm nàng, và sau đó thì cùng với Gigi Phương Trinh, Wendy, anh chị em ca nghệ sĩ cùng toàn thể ekip của chương trình Mơ Ước của Nhung thực hiện một đêm ca nhạc thật là đầm ấm, thật là màu sắc và nhiều ý nghĩa, cũng như rất là nhiều cảm xúc. Mong rằng sẽ gửi đến quý vị khắp mọi nơi xem chương trình online, cũng như là khán giả trực tiếp đến tại nơi diễn, sẽ hơi có một cái đêm nhạc thật là hay. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và hẹn gặp lại quý vị vào ngày thứ sáu 3 tây tháng 6 sắp tới đây tại Orange County, California nha quý vị. Quỳnh bực mí quý vị là khoảng chừng giữa mùa hè năm nay, khoảng chừng tháng 6 thì Mạnh Quỳnh sẽ cho ra mắt quý vị một tác phẩm mới, một bài hát mới của Mạnh Quỳnh, mang tên một loài hoa mà theo Mạnh Quỳnh nghĩ thì trong tất cả những bài hát về chuyện tình hoa thì Mạnh Quỳnh chưa có nghe tác giả nào viết về loài hoa này. Thì quý vị giúp Mạnh Quỳnh đón, Mạnh Quỳnh cây hoa này là hoa gì nha. Và xin bật mí một điều nữa là loài hoa này mang tên một người con gái tại lúc Mạnh Quỳnh học ở trường Trần Khai Nguyên ở Sài Gòn. Thì lúc đó Mạnh Quỳnh học là năm lớp 10, lớp 11, thì người con gái đó họ năm lớp 10. Thì Mạnh Quỳnh đã để ý và thích, nhưng mà rất tiếc là mối tình câm nín, và cho đến khi mà một ngày nào đó thì cô ta đã có người yêu và mình không nói được thành lời. Và quý vị sẽ nghe tâm sự của Mạnh Quỳnh, một mối tình đơn phương rất là ngây ngô của tuổi học trò, bước vào yêu quá sớm. Quý vị đón xem bài hát của Mạnh Quỳnh nha, tên một loài hoa. Và hoa này là trong âm nhạc thì nếu Mạnh Quỳnh đó không làm thì chưa có ai sáng tác bài này hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào ngày 3 tháng 6 nha.